Đã quá đã. Ui, đã quá mình em ơi. Má nó nhảy quá trời. Để cái này hào để cái mẹ cái tông nè, đã quá đã quá. Hết sức cái cận này rồi. Cá không kém không? Quá trời ơi. Thôi lựa gì biết nào xong. Làm què gì. Làm lắm. Nó bỗng gỗ nó lâu quá. Trời ơi, hèm sao mà xong á. Để gỗ luôn bạn. Nó không đổ miếng nước đi, đổ nước vô nó đỡ nhỏ, dưới giò và đổ nước ra còn ngóc tép kìa. Rồi giờ làm sao mới tép lội chứ, bay hoài. Tép nó quá tài vậy mọi người. Trời ơi, cứ nghe con đi nè mọi người. Sao bắt thôi, bỏ bớt đây chút xíu cho bạn. Đó, giờ mấy anh em đổ tép ra nha. Nước mà đồng ba lửa ăn hết buổi mặn hết 100 ngàn. Về đi không ăn, đi mua ăn à. Ừ. Mua cái 100 ngàn ký. 100 ngàn ký. Ngoài hay bán cá tắng chắc nó cái lòng tông đá hay cô bạn. Ừ. Nó bự đó. Phải cá tắng mình không? Ta đó dàn dàn lưới á. Ừ. Chắc đi không hay nó đụng mẹ nói đổ khuất là chứ đụng nói. Vậy dàn lưới lên chủ sẵn luôn rồi. Biết rồi, không có thấy bao người là vô vũ cái đâu. Mày biết nó nào không? Nào. Ghẻ Út Phong làm sao á? Ghẻ Út Phong mày biết Út Phong không? Không hàng cái gì kia nữa. Thằng mới thì sao này nè. Game trọng thì với đâu. Ừ. Nhỏ thì tướng dâu quắc tà chết là với đâu. Ừ. Viên tà chết hả? Viên tà chết đủ mẹ này bà bốn năm chết này thì bị viên tà chết rồi mà. Bốn năm rồi rồi nó bơm xử lý thì chết lâu rồi mà. Ừ. Ở nhà Út Phong hả? Ghẻ ổng. Ghẻ ổng ở ngoài á. Lúc đó mày có ra nhà đó hả Tám? Ghẻ đâu vậy? Có nghe mình có ra nhà mà con gì mua lần ở bên chồng nó mãi giận chứ đâu. Thì có không quá chứ mày chứ tôi không biết ra đâu mà đúng không? Giờ nó chết rồi hả? Trời ta chết lâu rồi. Chết rồi mình lấy chồng hát đó. Nó mướn hút bụng gì đó rồi tôi ra đây lấy quốc bộ tưa điện giật chết luôn này. Ba cũng là dỗ rồi. Chết điện nhỏ rồi ông bút quắc nó hắt nhà đít nhỏ về đéo có con rắn rồi luôn. Còn mấy đứa con nó chi vậy? Con thì ổng bắt lợi. Bắt lợi hả? Ừ. Dạ. Dạ nó đụng má nói mà không ra chút nữa cái nó bắt mày luôn á. Gì? Con quất nuôi đang nói chuyện với cô A mà. Vậy là hát đít luôn hả? Đít luôn. Vợ nhỏ này có chồng với những kim đó. Thì không biết nhưng mà hai chồng nó ấy hổm nó bây giờ hai chồng chuyên một dân lưới bán đó. Bốn đứa con. Ba đứa, bốn đứa gì đó. Hai ba đứa gì ta không biết. Ba đứa, ba đứa nó đẻ chết đứa. Ừ. Nó tuổi con. Nhìn nhìn hát luôn vụ hát người ta không nghe. Lâu. Hát nhiều hát lên đảo nó. Quất giờ luôn mẹ, xưa kiểu người cũng có phép ha. Ổng đó ba cá này bỏ ha, hồi cho gà. Tướng giờ ông tướng tầm thế mày ăn. Ổng ngày xưa à giờ ổng kiểu như thái giám rồi mà. Xưa kiểu là hồi đó bị gì lại sao coi mấy ông lớn biết á. Là bị gì? Khiến là như là cho mấy triệu đúng không? Cho mấy triệu à. 7 năm 2000. Mấy triệu. Có mấy triệu bạc à. Qua coi nó hỗ trợ gạo. Tám mướt mướt cái gì ta? Đẻ nhiều quá. Đẻ nhiều luôn rồi. Đúng đẻ nhiều quá. Mà cái hoạch chứ nói gì không có kế hoạch. Đó, má thằng này con này hạnh gì tại hạnh có lóc mẹ luôn rồi này. Ừ. Sao này nó man man qua đám em ơi thì ông buồn nhìn theo nọc cũng ấy đó. Ừ. Buồn nhìn theo nọc đó thì em ghé buồn nhìn như nọc đủ được mày đó mới mấy chục triệu rồi ta cá nè què mấy chục triệu cá lưới nha lúc mấy năm khổ mấy triệu buồn nhìn thì em ghé hay khánh trai mà ủa ngủ với nãy mình lấy cái lòng còng riêng được rồi vậy chúng lại đi giờ lỡ tùm lum la thôi má cá này cái gì ta bông mít về ống mít hả mít lúc cái đấy ăn bình thường lúc có mấy chục ngàn bạc à người phú mấy mạng kìa à. Mười áp bảy ăn ngon mười tọc mười tọc bèo bạc ốc luôn mấy triệu bạc đó đủ mẹ khiến cái vậy giờ nó cặt không biết làm sao nữa rồi cái cá lóc nó ngáo tận nữa cá đông quá con ốc lát bự dưới tay có cá đắng rồi ốc đắng rồi ơi ồ sao ốc đắng rượu mình sao nhiều dưới tay không ai bắt vậy là hồi nãy bị gách hơi cái giò là bị ốc đắng nó bự quá nó cảo giò giò là bị mấy ốc lát á ốc pháp chứ ốc đắng đâu vậy bự quá cản đường phải không nó chịu cực xíu mà nhắc cái tắt rồi không có ngã sáng ngoài không có tắt không có mười ngàn chứ không lên nổi sao lộn luôn đó tìm một ngàn cái
Sáng ngoài nãy chả phải tắt cái xỉu à. Lên lớn nổi nè. Ai bán nhận giá. Nhận giá gì kia 11 ngàn qua nhỏ kia bán 11 ngàn. 10 ngàn là 10 ngàn la nữa. Ý là mình biết 10 ngàn mà người không ý nó không có tắt thì thấy mình là thấy lời chẳng nổi nè. Thầy người ta lúc trước 2 ngàn cái bỏ luôn thôi. Sao đắng nhiều vậy thầy? Lụm như lụm ra ốc đắng lại luộc. Bắt lửa rồi nữa. Mình nấu bỏ đi dành nha. Này lửa luộc 3 cũng lần mà được. Rửa lá rửa gác được rồi. Có thằng này nè. Nông nhóc với nha. Tí gỗ nhỏ đây, gỗ này không có hết sức. Rồi đổ ra. Đổ từ từ. Mấy gà nó hủ rồi, hết luôn. Còn đâu đâu. Mấy gà nó no rồi đó. Đã quá nhờ. Tôi bắt cái rồng nè ông ơi. Gỗ có đắng luôn. Nói gì gì dựng. Ba chút chút. Sao ốc nó kìa. Nè, sao ốc nè. Đắng luôn nè. Cái lồng rộng của thầy nè, bắt lồng rộng đi. Rồng bỏ đi con rồi. Chim nổi. Lớn ăn được nó mới lạ. Còn lớn xếp lại rượu, tôi đẩy ra tới cửa cho ba gà tống ra ăn rồi. Để mấy gà ăn vừa. Thôi mấy gà tống rộng. Thôi cái liếm cái tống rồi nha ơi. Mấy con kia ăn cọp nha. Này kéo cá xong rồi nha.